Cô nói đi, đây phải là đôi dép của cô không? Ủa anh, anh dậy coi ai gọi vậy? Coi nghe đi. Alo, ai vậy? Bia. Cái gì vậy anh? Em đợi anh chút xíu, anh đi xuống dưới nghe. Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Hai mẹ con vô đi, còn lát anh sắp xếp chỗ ngủ cho. Dạ em cảm ơn anh. Ủa? Có chuyện gì vậy anh? Anh định cho hai mẹ con ngủ nhờ nhà mình đêm. Rồi sao tự nhiên đêm hôm mà anh cho hai mẹ con cổ ngủ nhà mình? Dạ em xin lỗi chị nha, tại bà chủ trọ bà đuổi mẹ con đi trong đêm, giờ không biết đi đâu hết trơn á. Rồi sao bị đuổi? Thôi đi em, người ta có hoàn cảnh khó khăn. Vì lại Trâm Anh đây á là thư ký của anh, người ta bị đuổi thì cũng có nỗi khổ mà. Lại bây giờ á, để người ta ngoài mưa gió tội nghiệp lắm, cho cũng nhờ đêm ngày mai tính tiếp. Cô ơi, cô cho con với mẹ con ở đây nha cô. Con hứa là con sẽ ngoan, con không có quậy gì hết. Thôi, được rồi. Tôi dắt vô phòng nè, đi theo tôi. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Mẹ ơi, một sao? Người đàn ông có thể cưới được nhiều vợ hả mẹ? Con hỏi gì vậy? Đâu ra chuyện đó vậy? Tại vì con thấy ba có mẹ là vợ rồi, mà cũng kêu cô đó là vợ nữa. Nói nhỏ thôi. Bây giờ á, mẹ nói cho con biết nè. Từ bây giờ con phải gọi ba là chú, biết chưa? Tại sao vậy mẹ? Ba là ba của con mà. Bây giờ mẹ hỏi con có muốn gia đình mình ở chung với nhau không? Dạ có. Dạ có. Thì bây giờ bắt đầu từ giây phút này, mẹ chỉ là thư ký của ba thôi, còn ba thì không liên quan tới con hết. Con không được gọi bằng ba nghe chưa? Dạ. Dạ. Nhớ cho kỹ đó. Dạ con biết rồi. Thôi chuẩn bị đi ngủ nè. Ngủ thôi. Nằm xuống đây mẹ tắt đèn. Bữa nay quá trời đồ ăn thơm ngon luôn nha. Dạ em mời anh chị ăn. Thôi để em bới cho. Rồi đi bé. Dạ chị cảm ơn em nha. Nhưng mà sau này anh chị thèm cái gì để anh chị tự nấu, tại vì mấy cái món này á không phải khẩu vị của anh Vũ. Dạ em hỏi nhờ nhà anh chị em cũng ngại vậy lắm, mấy cái chuyện trong nhà để em muốn làm cho. Thôi em làm thư ký của chồng chị cũng lu bu công chuyện dữ lắm, mấy cái này được chị làm cho, không cần làm đâu nha. Nói đúng đó, mai mốt anh chị muốn ăn gì á tự ăn ngoài, ở nhà lo công việc của anh đi. Thôi ăn đi, hai mẹ con ăn đi. Dạ ăn đi con. Anh ăn đi, sao ngồi nhịn không nhịn? Anh ăn này. Ủa? Bình thường anh đâu có ăn tôm với lại canh khổ qua đâu. Anh chê canh khổ qua đắng mà. Sao nay ăn ngon lành vậy? Chắc tại anh đói quá cho nên là anh ăn gấp. Lại mấy nay nóng cho người, ăn khổ qua cho nó mát. Chứ cũng đắng khó ăn á. Anh không thích canh khổ qua hả? Em xin lỗi nha, em cũng có biết. Thôi, không gì đâu. Mọi người ăn đi, ăn xong rồi lên nghỉ ngơi còn mai làm việc nữa. Dạ ăn đi. Dạ em tối nay á em dọn đi chỗ khác ở đi nha. Tại sao? Em muốn ở chung với anh mà.
anh cũng muốn ở chung với em, nhưng mà con vợ nó nghi ngờ rồi. Nó mà phát hiện một cái là chết liền đó. Ngoan đi, dọn đi chỗ khác ở đi. Anh lấy hết tài sản của nó xong rồi á, anh mua nhà mua cửa, anh đón hai mẹ con về ở chung với anh. Rồi chừng nào? Rồi bắt em đợi nó hay gì? Đợi. Em với con đợi anh 8 năm rồi đó, anh có biết không? Con của mình á, lúc nào nó cũng muốn sống ở bên cạnh anh hết. Vậy mà bây giờ á, nó phải giả vờ là người xa lạ với anh trước mặt người khác. Bộ nó không lấy thương nó hả? Anh thương hai mẹ con em nhiều lắm, nhưng mà cái tình thế nó bắt buộc nó phải làm như vậy rồi. Nghe lời anh đi, ráng đợi anh một thời gian nữa nha. Nhanh lắm, anh không bỏ rơi hai mẹ con em đâu. Em chỉ đợi anh thêm một chút nữa thôi nha. Anh mà không nhanh lên á, đừng có trách sao em điên lên. Anh biết rồi. Ui, đi đâu giờ này chưa về nữa. Ngoài trời thì mưa, gọi thì không bắt máy là làm sao? Anh đi đâu vậy Vũ? Ui, ngồi xuống đây coi. Trời ơi, làm cái gì mà diễn như vậy nè. Đi nhậu cũng phải biết chừng mực chứ. Anh xin lỗi vợ nha, anh uống hơi nhiều, anh đi tiếp khách. Vui quá, anh xin lỗi em. Bữa sau mà anh nhậu vậy á, đừng có về nhà nữa nghe chưa? Anh biết rồi. Xỉn quá rồi, xỉn. Đi, đi lên phòng đi. Ủa? Anh mang dép của ai vậy Vũ? Mang dép của anh chứ dép của ai trời. Đôi dép này phải của cô không? À, dạ. Em không biết đôi dép này chị ơi, không phải của em. Cô còn chối nữa hả? Cô đã từng mang đôi dép này vào nhà của tôi. Và trong lúc say xỉn anh Vũ mang nó về nhà. Cô nói thiệt đi. Cô và chồng của tôi lén lút yêu nhau, đúng không? À, em nghĩ chị không bằng chứng gì á, chị đừng có vu oan giá họa cho em vậy. Hay mày làm chị nói được chị? Cô còn chối nữa hả? Mời cô nghe. Dạ, mẹ con với chú Vũ là ba mẹ của con hả cô? Sao? Sao chị có cái này? Sao vậy? Sao cô bất ngờ vậy? Con gái của cô nói cho tôi nghe hết rồi. Sao mẹ lâu tối vậy ta? Dạ không, con đang đứng đợi mẹ tới đón con hả? Dạ. Thôi, hay là lên xe ngồi đợi với cô đi. Dạ. Đi. Con gấu đẹp quá cô ơi. Con thích con gấu bông này không? Dạ thích. Vậy con cho con đó. Con nói thiệt hả cô? Con cảm ơn cô. Bé Hân. Dạ. Cho cô hỏi con một chuyện nha. Dạ. Chú Vũ á, với lại mẹ của con á, hình như là đang yêu nhau đúng không? Ủa, sao cô hỏi con? Con không trả lời đâu. Mẹ con không cho con trả lời. Bé Hân, con nói con nghe nè. Con cứ nói thiệt cho cô đi, để cô còn biết. Con hứa là con sẽ không làm gì mẹ con đâu. Con muốn mẹ mình hạnh phúc mà đúng không? Con sẽ rời đi và để cho mẹ con hạnh phúc với chú Vũ. Nếu như mà hai người đó thật sự yêu nhau, con muốn không? Dạ muốn. Vậy là chú Vũ với mẹ con đang yêu nhau hả? Dạ, mẹ con với chú Vũ là ba mẹ của con đó cô. Con nói cái gì? Chú Vũ là ba của con hả? Dạ đúng rồi cô. Sao con nhìn cô hốt hoảng quá vậy? Nhưng mà ba con ở với cô lâu lâu ba con mới về thăm con lận.
Cô sao vậy cô? Cô không sao. Cô không sao hết á. Mẹ con tới đón con rồi kìa. Con xuống gặp mẹ con đi. Dạ, con cảm ơn cô. Cô hứa những gì cô nói nha. Cô hứa nha. Dạ, con chào cô. Chào con. Dạ, sao tự nhiên hẹn thư ký anh ra đây làm chi vậy? Dạ, mẹ con với chú Vũ là ba mẹ của con đó cô. Ai nói gì mà tào lao vậy em? Anh còn kêu tôi đừng có tin nữa hả? Nhưng chính con gái của anh đã nói cho tôi biết anh và cô ta là ba mẹ của nó. Anh còn kêu tôi đừng tin là đừng tin như thế nào Vũ? Được, kêu tôi không tin thì giải thích đi. Mối quan hệ này là như thế nào? Sếp hả? Thư ký hả? Giỏi, giỏi lắm. Diễn kịch với tôi bao nhiêu năm nay? 8 năm trời của tôi đó, anh diễn trước mặt tôi mà tôi không biết một cái gì hết. Em ơi, em nghe anh giải thích nè, không phải như em nghĩ đâu Xuân ơi. Hả? Lén lút yêu nhau sau lưng tôi, về thì lúc nào cũng âu yếm tôi. Có con nữa, tôi là gì của anh? Hả? Sao vậy? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tại vì tôi không đẻ được cho anh. Hay là tại vì tôi giàu cho nên anh mới yêu tôi? Sao? Khó trả lời quá hả? Vậy để tôi trả lời cho anh nghe. Anh về dọn đồ và bước ra khỏi nhà tôi. Tự chủ động từ chức công ty đi. Đừng hòng lấy một xu nào của tôi hết. Xuân ơi, anh biết anh sai rồi. Bây giờ em cho anh cơ hội để anh hứa anh sẽ không bao giờ anh tái phạm nữa Xuân ơi. Xuân. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Ban đầu tôi biết, tôi định kêu người tạt axit hai người kìa, nhưng mà không, tôi tội con bé lắm. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh và nó rồi đó. Xuân. Xuân. Lỡ như vậy rồi, bây giờ mẹ con Huyền chỉ còn anh thôi. Anh về với mẹ con em nha anh Vũ. Cô làm cái mẹ gì vậy? Có bao nhiêu đó làm cũng không xong nữa. Bây giờ mọi chuyện đổ sông đổ biển rồi đó. Biến mẹ luôn đi.